Chúng ta lại trở lại với lại bản tin phân tích của Bitcoin ngày hôm nay. Thì đúng như là chúng ta đã phân tích về vấn đề dài hạn, khi giá chạm vào Bollinger Band giữa, lập tức chúng ta có sự sợ hãi. Nếu ai theo dõi David, đúng không ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy ngày hôm qua chúng ta phân tích từ cái vùng giá và nó đã nhú một cây nến dài sập xuống ở cái vùng giá thấp. Khi mà giá chạy đến Bollinger Band giữa và có xu hướng tiệm cận về đường giữa Bollinger Band và Ichimoku, lập tức là gì ạ, có một cây nến gì ạ sập xuống. Vậy thì sự sợ hãi ở đây chúng ta nhìn thấy giá vùng 7732 và vùng 8160, hai cái vùng này là hai cái vùng mà gì ạ chúng ta sợ hãi khi mà giá có sự điều chỉnh. Tuy nhiên là gì ạ, lúc này đây nếu ai để ý, đúng không ạ, là điểm bán hai của chúng ta đó là vùng gì ạ giữa của Bollinger Band và Ichimoku, lập tức là gì ạ có một cây nến sập xuống dựa trên cái quan điểm là chốt lời. Vậy thì những nhà đầu tư đã mua được ở vùng giá thấp, tức là vùng 6991, vùng 7105, lập tức người ta sẽ chốt lời ở vùng 77, người ta ăn $700 một bit. Do vậy là gì ạ cái tỷ lệ chốt lời đã có và xuất hiện cây nến dài thông qua của biểu đồ D1, biểu đồ dài hạn, khiến cho giá đã sập xuống. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại vì sao lại như vậy. Vì đây là phân tích kỹ thuật một cách đơn thuần, khi mà các tin tức không ảnh hưởng một cách quá nhiều và các cây nến dài chưa bật phá một cách mạnh mẽ để lên được Ichimoku vùng 86, do vậy là gì ạ nó vẫn đang trong ở cái kỳ mà sập giá. Chúng ta xem ở trung hạn ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy nó không vượt quá được vùng 76, tức là nến đang đi lên ở dải trên Bollinger Band, chạm band giữa để bật lên. Theo kịch bản là gì ạ nó bật lên từ vùng 76, sau đó gì ạ có thể tiệm cận ở các vùng 86 để gì ạ tạo ra một cái xu hướng mới. Nhưng gì ạ giá đã phá vỡ. Tuy nhiên giá lúc này vẫn đang ở vùng giữa Ichimoku mà thôi. Do vậy là gì ạ chúng ta vẫn kỳ vọng ở các cái điểm mà nó bật lên trong trung hạn. Do vậy điểm kỳ vọng trong trung hạn, tôi vẫn có những cái yêu cầu là mua ở vùng 74, là một trong những cái điểm pivot mà hôm qua chúng ta đã phân tích trong cái Daily FX. Các chuyên gia phân tích đã đưa ra các giải pháp mua ở vùng 74 và chờ vùng 7589 trong trung hạn. Còn trong ngắn hạn thì sao ạ? Ngắn hạn thì chúng ta lại nhìn thấy một cái cuộc chơi của giải giữa của Bollinger Band. Giá điều chỉnh về đường giữa rồi xuống tiếp. Hiện tại thì chúng ta đang kỳ vọng nó xuống vùng vùng D để cho thì đây là dài hạn, để chúng ta xem là có thể tìm về các vùng sâu hơn. Còn trong ngắn hạn thì sao ạ? Trong ngắn hạn chúng ta cũng nhìn thấy một cái cuộc lội ngược dòng và nó sẽ chinh phục cái vùng 7351. Tuy nhiên vào buổi sáng ngày hôm nay tại thị trường Trung Quốc, thị trường châu Á và Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đưa ra các cái giải pháp gì ạ mua vùng bắt đáy để gì ạ điều chỉnh về đường giữa Bollinger Band rồi sập tiếp. Sập ở đây gì ạ vùng 7350 cũng là một trong những cái để nhắc. Giá sẽ điều chỉnh về đường giữa của đám mây Ichimoku, sau đó nó sẽ tìm về vùng 72. Nếu trong trường hợp mà gì ạ sáng ngày hôm nay lực mua của thị trường châu Á không còn được mạnh. Do vậy trong ngắn hạn chúng ta có thể nhìn thấy giá sẽ tìm về các vùng 7342, 7290 và đặc biệt là vùng 7068 là một trong những cái mà giá sẽ nhắc lại trong quá khứ. Vậy thì nếu trong trường hợp mà giá gì ạ có cái sự đột phá lên trên Ichimoku và chúng ta chờ đợi, tôi vẫn kỳ vọng rằng là gì ạ giá lên ở vùng 78 để xác định một cái xu hướng điểm pivot của chúng ta là giữa Ichimoku, tức là vùng 74 vẫn là một trong những cái vùng mà chúng ta có thể mua được. Khi mà giá vùng 74 vùng vậy vùng 7489, vùng 7465 đúng không ạ, và đặc biệt là vùng 7345 chúng ta có thể mua vào khi mà cái niềm tin của blockchain đối với cái hội nghị thượng đỉnh tại châu Á hôm nay với gì ạ cái tỷ lệ ủng hộ của thị trường Trung Quốc rất là nhiều. Hy vọng rằng là gì ạ chúng ta sẽ có được cái điểm mua vào tốt nhất khi mà giá ở vùng 74 sẽ xuyên thủng cái Bollinger Band và Ichimoku lúc này. Vậy điểm vào là 7443 và kỳ vọng gì ạ vùng 76 sẽ đạt được một cái chu kỳ tăng giá trong Bitcoin lúc này. Trở lại với các bản tin thì chúng ta có được những cái cách để chúng ta nhìn nhận cái thị trường lúc này. Giá đang sideways ở biên độ hẹp. Giá đang sideways ở biên độ hẹp và đặc biệt là gì ạ? Cái tỷ lệ chốt lời của những nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp
khiến cho gì ạ, chúng ta vẫn kỳ vọng các vùng gì ạ 8110 khi mà giá điều chỉnh lên Ichimoku giữa. Đây là yếu tố ở ngắn hạn, nhưng chúng ta lại xem ở vùng dài hạn, chúng ta có sự sợ hãi. Thì hôm qua chúng ta có một cái thông tin, đúng không ạ, là cái tỷ lệ gấu vẫn có thể gì ạ, đưa ra các mức giải pháp trong cái forex plan và daily epic vẫn đưa ra các tỷ lệ gì ạ, sâu, và họ vẫn nhìn thấy rất nhiều các cái tỷ lệ gì ạ, đánh xuống và chốt lời. Chúng ta xem xét ở các yếu tố Bitcoin chart trong các cái đánh giá. Tỷ lệ short lúc này vẫn đang ở tỷ lệ 22%, rất là ít thôi. Nhưng mà gì ạ, tỷ lệ mua rất là nhiều. Do vậy là gì ạ, tỷ lệ đánh giá là gấu vẫn đang được nhìn thấy cái tín hiệu. Vậy điểm pivot trong cái ngắn hạn, chúng ta nhìn thấy 7516. Sau đó thì các cái tỷ lệ của điểm pivot ở trong dài hạn vẫn là 7553. Do vậy điểm xoay là 7553, đưa ra các mức cản 76 là cản trên, 77 và 80. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở vùng tuần, giá tuần, điểm xoay là 7462. Do vậy người ta vẫn nhìn thấy một cái tỷ lệ gì chốt lời, để cái tỷ lệ short ăn nhiều hơn của cái tỷ lệ mua. Do vậy là gì ạ, chúng ta sẽ sợ hãi ở trong cái vùng này. Vậy trong cái vùng short này, đúng điểm Bollinger Band giữa, lập tức là gì ạ, có sự điều chỉnh xuống 7462 và nó sẽ nhắc lại ở vùng 7066. Tuy nhiên các cây nến nhỏ li ti này là cái sự tích lũy, và chúng ta kỳ vọng gì ạ, lên vùng 8000 để chúng ta có thể gì ạ, xem xét mua ở cái vùng giá thấp. Thì trên đây là cái yếu tố mà chúng ta có thể phân tích. Chúng ta lại xem tiếp ở vùng biểu đồ của MT4. Chúng ta đang nhìn thấy một cái giải Bollinger Band hẹp. Giải Bollinger Band hẹp này ở trong ngắn hạn khiến cho giá đang xác lập ở giải dưới của Bollinger Band. Giá xác lập ở giải dưới Bollinger Band, khiến cho giá có thể nhắc lại ở vùng 71, 72, 7168. Và đặc biệt là gì ạ, chúng ta có thể nhìn thấy ở các vùng gì ở dưới 7000. Thế thì khi mà Bollinger Band khép lại, Ichimoku đã gì ạ, tạo ra một cái mức cản tạm thời và giá đang nằm ở dưới Ichimoku, cộng với cái việc mà chúng ta nhìn thấy ADX ở vùng 31 có thể tạo ra một cái cuộc xuống giá rất là mạnh. Và cái cuộc xuống giá này, chào mọi người, này David lại, cuộc xuống giá này có thể được cổ vũ bởi và đi dưới vùng 40. Do đó là gì ạ, trong ngắn hạn chúng ta có thể chờ ở các vùng giá thấp. Cụ thể chúng ta chờ ở các vùng gì ạ, 7242. Tiếp theo ở trong trung hạn thì sao ạ? Trung hạn chúng ta vẫn thấy được một cái sự lạc quan của cái việc sóng điều chỉnh về giữa Bollinger Band, sau đó gì ạ, bật lên. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta xem xét. Tuy nhiên Bollinger Band hiện tại đang rất là hẹp, báo hiệu một cái xuống đi ngang. Ichim dày, và chúng ta đang chờ cái điểm thắt Ichimoku đổi màu khiến cho gì ạ, giá có thể gì ạ, lên. Hiện tại thì tôi vẫn kỳ vọng rằng là gì ạ, cả thế giới đang kỳ vọng đánh xuống, nhưng mà chúng ta sẽ có được cái sự nhìn nhận của việc đánh lên trong lúc này, trong trung hạn. Chúng ta lại trở lại kỹ hơn đối với gì ạ, biểu đồ phân tích của D, tức là biểu đồ dài hạn. Biểu đồ dài hạn, giá có thể điều chỉnh lên, sau đó đánh xuống. Vậy thì cái sự nhắc lại của quá khứ là cái việc mà giá nằm ở dưới của Ichimoku tạo ra một cái sức mạnh đè nặng ở mức cản của Ichimoku vùng này. Sau đó là gì ạ, giá đang điều chỉnh về giải dưới của Bollinger Band và Ichimoku, khiến cho giá rất khó đi lên. Do vậy chúng ta chỉ canh mua giá thấp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta coi Bitcoin là một cái định vị về tài sản, khiến cho các cái giá trị nó đưa lên được xem như là một cái điểm mua của vùng ngắn hạn khi giá thấp. Do vậy chúng ta để ý về phân tích kỹ thuật lúc này, các tín hiệu cho thấy giá xuống vẫn là cái tỷ lệ rất là nhiều. Cho nên những nhà đầu tư mua vào có cái lời khuyên rằng là gì ạ, chúng ta mua vùng giá thấp, đấy là yếu tố quan trọng nhất. Vậy cụ thể là gì ạ, chúng ta đưa vào các vùng 64, vùng 69, 71, đó là những cái yếu tố mà chúng ta mua. Trên đây là cái bản tin về Bitcoin để chúng ta có thể tổng hợp về các cái tin tức.
đối với lại chị coi market cap để xem vốn hóa thị trường. Trên đây là bản tin về Bitcoin. Xin được cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ và hiệu quả.